Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp Touring Gian FCR 3500, một mẫu xe đạp Touring đến từ thương hiệu Gian, một thương hiệu rất là quen thuộc với các bác chơi xe. Xe thì là dáng Touring, rất phù hợp cho các bác mà đi thể dục trong phố hay những con đường, những tuyến đường bình thường hàng ngày thì đi thể dục nó rất là nhẹ nhàng, thanh mảnh, đi rất là phù hợp. Sử dụng bộ chuyển động group Shimano Atut. Shimano Atut. Size M. Lát nữa em sẽ đo size của chiếc xe cho các bác xem sau. Bây giờ đi vào phần khung trước. Thì phần khung hôm nay em về với lớp sơn trắng, kẻ chỉ đen, cực kỳ là đẹp. Rất là thể thao. Sử dụng công nghệ nhôm Alux, một cái loại công nghệ nhôm độc quyền của Gian. Công nghệ nhôm này nó đã giúp cho cái thương hiệu Gian này nó lên làm cái hãng xe đạp mà sản xuất những cái xe đạp khung nhôm chắc chắn là bậc nhất thế giới. Và cái trọng lượng của chiếc xe đây cũng khá là nhẹ. Ngoại hình thì các bác có thể thấy trên hình, ngoại hình của chiếc xe này còn tương đối là tốt và đẹp, nước sơn các thứ rồi còn rất là bóng mịn, chỉ có những cái vết xước dăm hay là những cái vết xước nhỏ do là qua quá trình sử dụng và là xe bãi nên là không thể tránh khỏi. Đấy, còn tổng thể ra thì chiếc xe này đạt cái độ mới cũng khá là tốt. Vi đông xe thì cũng được trang bị bộ tay bấm của Shimano Atut này và bộ phanh dầu của Techo. Đây là Gian nguyên bản này, đồ toàn bộ đồ nhập về là nguyên bản chính hãng này, nguyên zin. Và dám sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. À, xe này cốt yên này nó có một cái đèn này, các bác phải sạc pin nào. Đèn này nó là theo xe luôn, theo cốt yên xe luôn. Xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 56 cm. Thì xe phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m64-65 đến độ 1m75 thì phù hợp. Trang bị bộ lip 9 tầng cộng với 3 tầng đĩa. Trong xe có 27 tốc độ khác nhau. Và cái giá bán của chiếc xe bên em đang bán chiếc xe với giá chỉ có là 9.300.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.